Xin chào bạn. Cái sai lầm kế tiếp mà Khang muốn trình bày với bạn là một cái sai lầm mà rất là nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn đang gặp phải. Tức là những nhà đầu tư cá nhân này có cái tư duy là không chịu học hỏi, hoặc là không biết cách học, hoặc là chọn sai người để học. Thì tất cả những cái việc này thì nó đều rất là nguy hại. Thứ nhất là những cái người mà cảm thấy rằng là tôi biết rồi, cái gì tôi cũng biết, và tôi cảm thấy rằng cái người đối diện của chúng tôi ấy, là không có cái gì mà hay hơn tôi cả, và tôi không cần phải học cái gì cả. Vậy thì nói như vậy, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau một cái việc như vậy. Nếu ai đó làm được một cái việc gì đó mà mình chưa làm được, thì tức là người đó biết cái gì đó mà chúng ta chưa biết. Ví dụ như Khang có khả năng đầu tư chứng khoán, mỗi năm kiếm được lợi nhuận sau thuế là 20% mỗi năm. Vậy thì sau đấy Khang ngồi với một cái người, và cái người đấy Khang thấy rằng họ kiếm được lợi nhuận sau thuế là 30% mỗi năm. Thì cho dù Khang nhìn họ có vẻ rất là nghèo, có vẻ rất là tệ, có vẻ rất là không văn hóa, nhưng mà rõ ràng họ đã nhiều năm qua họ đã kiếm được là 30% lợi nhuận mỗi năm. Tức là chắc chắn rằng cái người này họ đã biết cái gì đó và họ làm cái gì đó mà Khang không biết. Thì khi đó chúng ta là sẵn sàng mở rộng cái tư duy chúng ta ra, và chúng ta sẵn sàng học hỏi những cái người mà người ta thực tế sẽ làm tốt hơn mình. Còn nếu chúng ta cứ thấy đánh giá một người ra cái giao diện bề ngoài của người đấy, chúng ta đánh giá một cái người qua những cái gọi là cái nước sơn bên ngoài, và chúng ta cho rằng người đấy là không đáng để mình học hỏi. Vậy thì nếu chúng ta không học hỏi thì chúng ta sẽ không phát triển, và nếu chúng ta không phát triển thì chúng ta chỉ ở một level như vậy thôi. Vậy thì nó sẽ đỡ hơn nếu như bạn đã có công thức, có cách để bạn kiếm được mỗi năm lợi nhuận 7%, 10%, 20% mỗi năm. Nếu bạn đang kiếm được lợi nhuận thì ok, cũng tương đối là tốt. Nhưng mà nếu điều gì xảy ra, nếu hiện tại bây giờ bạn đang không biết cách đầu tư, hoặc là bạn đang bị thua lỗ, và thẳng thắn mà chia sẻ, nếu bạn cho rằng bạn biết tất cả mọi thứ trên thị trường này, bạn cực kỳ tài giỏi, nhưng mà năm nào đếm lại cái tài khoản đầu tư của bạn nó cũng là thua lỗ, hoặc là cái biến động của tài khoản đấy có cái hiệu suất sinh lời thấp hơn thị trường chung, thì chắc chắn rằng bạn là một cái nhà đầu tư biết rất nhiều thứ, nhưng mà bạn không biết đúng cái trọng tâm cần biết. Tức là bạn chỉ biết những cái việc phụ thôi, bạn không biết được những cái việc mà gọi là thực sự có hiệu quả trên cái thị trường này. Và giải pháp dành cho bạn là bạn phải sẵn sàng gọi là mở rộng cái lòng tai và mở rộng cái tâm hồn của bạn để đón nhận những kiến thức mới vào, để chúng ta có thể cải thiện chúng ta tốt hơn. Một cái nhóm thứ hai là cái nhóm những cái nhà đầu tư mà gọi là chọn sai người và học sai người và học sai hướng. Đấy. Tức là khi mà cái trải nghiệm mình chưa đủ nhiều, và mình thấy cái gì cũng rất là hay, và mình thấy điều gì cũng rất là hay ho cả, và mình bị cuốn hút theo nhiều hướng khác nhau. Và Khang cũng là một cái người đi học, và từng có thời kỳ như thế này. Khi Khang muốn nghiên cứu một lĩnh vực A nào đấy, thì Khang đầu tư tiền và Khang đi học 10 cái người thầy khác nhau cùng chia sẻ, cùng dạy về một lĩnh vực A đấy. Và sau khi Khang học xong cả 10 người đấy thì Khang mới phát hiện ra được rằng là trong 10 người thầy đấy thì chỉ có 1-2 người là thực sự là có hiệu quả thôi. Và 7-8 người còn lại thì cái mức hiệu quả nó cực kỳ là thấp. Tức là chúng ta có một cái, nếu chúng ta là chọn nhầm cái người để chúng ta học thì nó cũng rất là nguy hại về sau. Đấy, một cái điều lưu ý. Và cái việc thứ ba nữa ấy, là bạn không có cái phương pháp để bạn học. Tức là khi bạn tiến lên một cái giai đoạn, bạn sẵn sàng mở rộng vòng tay để bạn học, bạn sẵn sàng bạn chọn được những người tốt để bạn học, và sau đấy thì bạn không có cái phương pháp để bạn học. Và thực tế như thế này này, trong cái lúc đầu tư, cái lúc mà đi học hỏi với đầu tư, bạn nên chọn những cái người mà đã làm được rồi, đã thành công thực sự rồi. Thì chọn những cái người đấy, bạn mô phỏng những người đấy. Thì nếu cái người đấy làm được 10 điểm thì bạn cũng sẽ làm được là 6 điểm, 7 điểm. Và khi bạn mô phỏng những cái người như vậy thì khi bạn về nhà, bạn cần phải tuân thủ nguyên tắc. Tức là nếu mà ai đó mà thành công, đầu tư thành công xong rồi, và người đấy chỉ cho bạn một cái bộ quy trình, ví dụ như là 7 bước hoặc 5 bước để đầu tư thành công, thì đôi khi trong cái bộ quy trình 7 bước đó, bạn thấy cái bước thứ 6 nó rất là vô lý. Bạn có thể cảm thấy rằng bước thứ 6 nó cực kỳ là vớ vẩn. Nhưng mà hãy tin rằng đi, bạn hãy kiên trì và nguyên tắc làm đúng 7 bước như vậy. Và cái bước số 6 đấy, cho dù bạn cảm thấy không đồng ý, bạn cảm thấy rất là kỳ lạ,
Nhưng bạn ở những cái lúc đầu tiên ấy, bạn vẫn nên tuyệt đối tuân thủ và làm đúng cái bước số 6 này. Tại vì đôi khi thực tế cái bước số 6 đấy nó rất là quan trọng, và có thể là khoảng là 3 năm, 5 năm, 10 năm sau bạn mới thực sự nhận ra rằng cái bước số 6 đấy là quan trọng và nó thực sự có hiệu quả. Tại vì cái tầng nhận thức của chúng ta có thể đang ở chỗ này, và cái tầng nhận thức của cái người mà chỉ cho bạn cái công thức đầu tư ấy, nó ở cái vị trí như thế này. Tức là hai bên nó có khoảng cách xa, và bạn có thể mất khoảng một thời gian dài 3 năm, 5 năm, 10 năm để tiến từ cái vị trí này lên cái vị trí này. Và khi bạn tiến hẳn lên vị trí này rồi thì bạn mới thực sự bạn hiểu được là cái việc ấy nó quan trọng như thế nào, như thế nào. Một ví dụ cụ thể, ví dụ như Khang học được ở ngày Warren Buffett hoặc là những cái vị thầy đầu tiên của Khang một cái câu nói đơn giản như thế này, rằng là hãy chọn một cái doanh nghiệp có cái lợi thế cạnh tranh lâu bền để mình mua cổ phiếu của họ. Và những ngày đầu tiên đi học về chứng khoán, Khang đã học rất kỹ cái câu này rồi. Và sau đấy Khang thấy rằng cái việc này nó khá là trừu tượng, và Khang không vận dụng, không làm gì cả. Và phải mãi 8 năm sau đấy, sau khi nếm trải rất nhiều thứ trên thị trường, trả giá bằng rất là nhiều tiền, thậm chí trả giá bằng những cái lần gọi là phá sản và không còn xu nào cả, thì sau đấy Khang mới tỉnh ngộ và Khang mới quay lại, Khang mới nhìn nhận và Khang đồng ý rằng là cái một cái doanh nghiệp mà có cái lợi thế cạnh tranh lâu bền là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Đấy là kinh nghiệm của cá nhân của Khang. Và đương nhiên là với cái tâm huyết của một người đã từng mất 8 năm cuộc đời của mình cho những cái việc như thế này, thì Khang chia sẻ với các bạn rằng là đôi khi chúng ta cứ copy mô hình và chúng ta cứ làm theo. Và để hiểu được toàn bộ cái mô hình đấy, có thể nó sẽ mất là 6 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí là hơn nữa. Nhưng mà trong cái quá trình học hỏi chúng ta đừng chủ quan. Vậy thì để tổng kết lại cái video này, thì đầu tiên cái sai lầm quan trọng nhất là chúng ta là không chịu học hỏi. Thì ok, bạn nên tìm cách để là tự mình phá vỡ cái này. Đừng có nghĩ rằng tôi biết rồi, mà phải nghĩ rằng ok, tôi biết một số thứ khác tôi chưa biết, và tôi sẵn sàng học hỏi. Cái bước thứ hai là bạn cần phải có một cái gọi là sự chọn lọc trong cái quá trình bạn nghiên cứu và học hỏi. Và cái cách chọn lọc là bạn nên tìm những cái người mà đã làm được thực tế thành công rồi, và bạn nên là mô phỏng theo cái mô hình của họ. Và bước thứ ba là bạn phải kỷ luật mô phỏng theo cái mô hình mà bạn học được. Và bạn nên kỷ luật như vậy trong một khoảng thời gian lúc đầu, ít nhất là trong khoảng là 3 đến 6 tháng đầu bạn nên kỷ luật như vậy. Thì để bạn cứ từ từ bạn có thể hiểu ra được cái giá trị thực sự của những cái công thức đầu tư mà bạn nhận được. Ok, đó là một vài cái chia sẻ của Khang ở cái phần sai lầm về đổ lỗi này. Và rất là mong rằng bạn có thể là nhanh chóng tiến lên cái giai đoạn học hỏi bằng cách là nghiêm túc và bài bản. Và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video.